Đang xin chào bạn. Này đang xin review các bạn hai máy đều của Simlo sản xuất, một máy 5.000 và một máy 4.000. Dòng Sidona, dòng Sidena. Sienna 4.000 và máy 5.000. Trước tiên này đang review xong phần thông số các bạn. Thông số máy đây. So sánh, review so sánh đây các bạn. Thì tỷ lệ truyền, đây tỷ lệ truyền giống nhau, lực kéo giống nhau và trọng lượng khác nhau một chút. Trọng lượng của dòng Sienna này sẽ nặng hơn, là 320g, nặng hơn 0,5g. Đấy, vòng bi, cũng giống nhau. Tốc độ thu dây, của thằng này là 82, của Sendona là 83, hơn 1cm không vấn đề. Sức chứa dây, chắc lớn hơn vì dòng Sendona này cối nó sâu hơn. Đấy. Đây là máy Sirena. Sienna kết hợp phối hai màu đỏ đen. Máy Sienna đang máy Sendona. Con gì? Đây là máy vàng đen và màu ghi, ba màu phối với nhau. Trước tiên các bạn nhận dạng hai tay quay khác nhau một chút, một sơn màu ghi bóng này, đây là mạ inox. Máy Sendona đây. Khá đẹp. Chút hạ máy, hạ quay. Về thiết kế hai cái đều giống nhau các bạn nhé. Đây các bạn, đều chốt ở cạnh này hết. Dòng Sendona và dòng Sienna thì đều giống nhau hết. Tay quay khác nhau, mùi khác nhau. Và cối này thì dòng Sendona sâu hơn đó. Sendona sâu hơn là dòng Sienna. Bạn so sánh khác nhau ạ. Tỷ lệ chứa dây thôi. Về cái chứa dây vì nó sâu hơn nên là nó chứa dây khác nhau thôi. Đang sẽ tháo phần lô ra, so sánh phần tạo tiếng kêu của bánh xe, tạo tiếng kêu của lô lúc các bạn xả cước cao cá kêu ấy. Đấy, đây cái lẫy này này các bạn, lẫy này nó sẽ chạm vào bánh xe này, nó tạo ra tiếng kêu đấy các bạn. Đây cái lẫy này, đang là gà này, nó chạm vào bánh răng này đâu. Bánh răng này không tác dụng chịu lực nha bạn nhé, chỉ tác dụng là tạo tiếng kêu thôi. Các bạn bảo bánh răng nhựa không phải đâu, bánh răng nhựa không phải, nó không có tác dụng gì, để chỉ tác dụng tạo tiếng kêu thôi.
đều giống nhau hết các bạn. Đấy. Lô kim loại và cũng tạo tiếng kêu bằng kiểu tạo tiếng kêu giống nhau. Đấy, mẫu mới Hải đang vừa nhập về hai dòng này. Đấy, vừa rồi Hải đang review sự khác nhau của hai máy, thì cỡ của máy thì một loại 5.000 4.000 thì nó không chênh nhau là mấy các bạn này. Nhìn nó không chênh nhau mấy, để các bạn lựa chọn. Đấy, vừa rồi Hải đang phát sinh đã review hai máy Sienna và máy Sendona, một dòng 5.000 một dòng 4.000. Đang phát sinh chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Phát Sinh.